Xin chào tất cả các bạn. Xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Thị Khánh Huyền, là sinh viên khóa 1 lớp Happy trường Đại học EDX, mã số sinh viên CUV019HP15. Ngày hôm nay mình thực hiện video này nhằm thuyết trình lại những nội dung mà mình đã học được ở trong tiết học kế toán vừa rồi. Ở trong tiết học kế toán vừa rồi thì chúng mình đi tìm hiểu một cái chủ đề mà khá là rộng. Và trong những chủ đề đó thì có những cái phần mục mà chúng ta cũng cần phải lưu ý và cũng như là cần phải tính toán một chút thì để có thể rõ ràng hơn. Và cái chủ đề đó chính là vốn chủ sở hữu. Vậy thì trong cái vốn chủ sở hữu thì đầu tiên chúng ta sẽ nói tới là vốn điều lệ. Vậy thì vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ của một công ty thì theo luật doanh nghiệp mới nhất quy định là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc là cam kết sẽ góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ của công ty. Thì đây là một cái định nghĩa hết sức là rõ ràng về vốn điều lệ và đầy đủ nhất về vốn điều lệ rồi. Và chắc chắn là chúng ta sẽ không còn những cái thắc mắc nữa, bởi vì nó đã chia ra một số những cái phần và rõ ràng chúng ta thấy là tổng số vốn do các thành viên này hoặc cổ đông góp hoặc là cam kết sẽ góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ của công ty. Đó. Cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ lấy ví dụ để hiểu hơn về cái vốn điều lệ này. Thì các bạn theo dõi cái đề bài ở trên đây và đọc sơ qua một chút. Thì như vậy thì hai bên, chúng ta thấy là ở hai bên phía hai cái thành viên góp vốn này, từ hai thành viên A và B này, đăng ký tổng mức vốn góp vào công ty là 1 tỷ 200 triệu. Thì cộng với 800 triệu mà bên B ký góp vốn là 800 triệu nữa thì sẽ thành là 2 tỷ đồng. Và cái con số 2 tỷ đồng này thì được gọi là vốn điều lệ của công ty. Và đối với cái vốn điều lệ thì có một cái mục mà chúng ta cần phải lưu ý, đó chính là vậy thì ví dụ cái vốn điều lệ mà ghi trên giấy đăng ký kinh doanh ấy, thì chúng ta nên là trong cái quá trình góp vốn thì cái số vốn đó nó ảnh hưởng như thế nào trong cái việc mà chúng ta khi mà chúng ta theo dõi, đúng không ạ? Khi ví dụ như là một doanh nghiệp khi mà theo dõi cái vốn điều lệ của họ thì biết là xem là cái hoạt động kinh doanh như thế nào và trước khi góp vốn như thế nào. Thực ra là ở đây có một số vấn đề thì chúng mình có nêu ra, đó chính là khi mà góp vốn ấy thì cái mức vốn điều lệ cao thì cái trách nhiệm pháp lý thì chịu nó càng cao thôi, và khi là cao thì nó giải quyết được một vấn đề, đó chính là cái danh của ông. Ví dụ ông góp vốn càng nhiều đó, ông có một cái số vốn điều lệ càng to thì thấy cảm giác là cái công ty đó khá là xịn sò, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái trách nhiệm mà ông phải chịu cũng cao tương đương với lại cái số vốn mà ông góp. Tiếp theo là vốn đầu tư chủ sở hữu. Vậy thì vốn đầu tư chủ sở hữu là gì? Là số vốn đầu tư của cổ đông, và nó bao gồm những cái như sau, đó là vốn góp của chủ sở hữu, là số vốn góp thực tế của cổ đông được quy định trong điều lệ của công ty và theo quy định đối với công ty cổ phần, thì số vốn góp sẽ được ghi nhận theo mệnh giá cổ phiếu. Và cái thứ hai là cái giá trị thặng dư vốn cổ phần, thì cái số tiền mà doanh nghiệp thu được trừ từ cái khoản chênh lệch giá phát hành với cái mệnh giá của cổ phiếu ban đầu. Thì chúng ta theo dõi cái ví dụ ở bên đây thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Khi mà ví dụ như cái doanh nghiệp này hiện là tham gia cái giá tham chiếu của cái cổ phiếu của cái công ty ABC mà mình hiện lên ở đây là 30.000 đồng. Vậy thì doanh nghiệp phát hành ra công chúng là 20.000 cổ phiếu, và cái điều họ quyết định là bán cái giá cổ phiếu là 10.000 đồng, mà cái công ty ABC này sẽ phải bán cổ phiếu với giá 10.000 đồng. Mà điều này không có nghĩa là ABC sẽ phải bán cổ phiếu với giá 10.000 đồng mà sẽ phải bán gần với mức giá thị trường, ví dụ là 30.000 đồng. Thì khi mà công ty ABC này thu về đó chính là 30.000 đồng nhân với 20.000 đồng thì ra 600.000. 20.000 cổ phiếu ra 600 triệu. Thì cái khoản chênh lệch giữa cái việc là giá thực tế là 10.000 đồng và khi mà bán ra và giá 30.000 đồng thì đấy chúng ta gọi là thặng dư vốn cổ phần. Đó. Là 400 triệu đồng đây. Tiếp theo là chúng ta đến một cái, đó là vốn chủ sở hữu và nguồn vốn. Thì vốn chủ sở hữu ở đây chúng ta chú ý một chút, đó là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn thuộc
sở hữu của các cổ đông thành viên góp vốn chủ sở hữu, và vốn chủ sở hữu được phản ánh theo từng nguồn hình thành như là vốn góp của chủ sở hữu này, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này, và chênh lệch đánh giá lại tài sản. Và bên cạnh đó thì nguồn vốn là một cái thuật ngữ dùng để chỉ các cái nguồn tập trung và phân phối vốn của một hoạt động nào đó nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà nước và của xã hội. Và nói thêm một cách khác thì nguồn vốn chính là nơi mà từ đó có thể khai thác được một số lượng vốn nào để phục vụ cho chính nhu cầu hoạt động kinh tế của xã hội. Ví dụ cái nguồn vốn ở đây thì chúng ta có thấy là có ba cái chủ yếu là nguồn vốn của nhà nước này, nguồn vốn dân cư, nguồn vốn xã hội. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái nữa, đó chính là các cái khoản lợi nhuận cho công ty. Thì ở đây thì có một số cái lợi nhuận như sau, và mình sẽ đọc qua những cái lợi nhuận này. Đối với cái việc định nghĩa hay là hiểu thêm về những cái loại lợi nhuận này thì các bạn có thể tra trên Google để search thêm về cái khái niệm của nó. Thì tuy nhiên tí nữa mình sẽ lấy cho các bạn cái ví dụ cụ thể ở trong bảng Excel để các bạn có thể hình dung rõ từng cái khoản lợi nhuận cũng như là cái công thức tính của nó. Thì khi mà có cái công thức tính rồi thì các bạn sẽ biết rằng là cái lợi nhuận đấy chiếm như thế nào và nó có cái mức độ quan trọng và tại sao mình cần phải phân chia ra cái lợi nhuận nào là và cái lợi nhuận như thế nào. Tại sao mình lại phải phân chia ra là lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế hay là lợi nhuận thuần vân vân, tại sao mình phải phân chia như vậy. Đó thì tí nữa mình sẽ có một cái bảng Excel và để cho các bạn hiểu rõ điều này. Tuy nhiên thì đối với cái khái niệm thì mình sẽ không nêu lại nữa. Thì ở đây có một số cái khái niệm về lợi nhuận, đó là lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận thuần, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế và lợi nhuận gộp. Thì đấy là một số những cái lợi nhuận mà sâu ra ở trên đây. Và tí nữa khi mà bên cạnh đó nó còn có một cái loại nữa, đó chính là lợi nhuận khác. Và đối với những cái khoản lợi nhuận này thì tí nữa mình sẽ đưa cho các bạn một số những cái ví dụ để chúng ta có thể là hiểu hơn. Tuy nhiên ở đây có một số cái nữa mà mình cần lưu ý ở cái khoản lợi nhuận khác này. Thì các bạn chú ý, ngoài các lợi nhuận khác là những cái khoản mà doanh nghiệp thu được ngoài cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó, ví dụ như là doanh nghiệp này đang kinh doanh ngành nghề đó bán quần áo vân vân, đúng không ạ? Ví dụ có một cái trụ sở mà tức là cái tòa nhà mà họ bán quần áo chẳng hạn, tuy nhiên họ có hoạt động chính của họ là bán quần áo, nhưng mà ở trong cái tòa nhà này có 2 tầng và một tầng tầng thứ hai thì họ đang bỏ trống và họ cho một cái đơn vị khác thuê, thì cái lợi nhuận khác đấy nó cũng được như vậy. Ví dụ như bao gồm tiền chuyển nhượng vốn này, chuyển nhượng chứng khoán hay cho thuê tài sản, đấy thì cũng là một cái loại thuộc lợi nhuận khác. Và cái sự khác nhau giữa vốn điều lệ cũng như là vốn chủ sở hữu, thì đối với bên vốn điều lệ là vốn các doanh nghiệp góp vốn và cam kết sẽ góp vào khi mà thành lập doanh nghiệp đó. Tuy nhiên đối với và có một cái lưu ý nho nhỏ ở đây là không được phép thấp hơn vốn đã phát định nếu có. Còn đối với vốn chủ sở hữu thì vốn chủ sở hữu là toàn bộ cái nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành viên trong công ty liên quan đến các cổ đông của công ty, cổ phần cũng như là kinh phí quản lý do các đơn vị trực thuộc và nộp lên. Thì đối với cái vốn điều lệ vừa nãy mình cũng đã nói cho bạn rồi, đó chính là nếu như vốn điều lệ càng cao thì các bạn sẽ có một cái trách nhiệm, chịu trách nhiệm càng lớn trong cái khoản vốn mà mình đã góp. Và cái vốn này thì là những cái là vốn, ngoài việc phải chịu trách nhiệm ra thì nó còn có một điều kiện nữa chứ, thấp hơn cái khoản vốn mà đã phát định. Ok. Và tiếp theo thì là cái phần cuối cùng ở đây, đó chính là sự khác nhau giữa các lợi nhuận của doanh nghiệp. Vừa nãy thì mình cũng đã nêu ra một số cái khoản lợi nhuận như là lợi nhuận gộp, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế, lợi nhuận thuần vân vân, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế. Ở đây thì có sự phân biệt khác nhau giữa các loại lợi nhuận trong của doanh nghiệp này. Tuy nhiên để làm hiểu rõ hơn về cái sự khác nhau của nó thì mình đã có chuẩn bị ở đây một cái bảng Excel và đưa ra một cái công thức tính để cho tất cả các bạn có thể hình dung được cái sự khác nhau giữa các cái khoản lợi nhuận là như vậy. Đầu tiên thì mình có một cái đề bài ở đây, đó chính là tại một doanh nghiệp có tài liệu trên bảng
Cân đối kế toán, ở đây các bạn có thể theo dõi bản cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 là như sau. Và các bạn có thể theo dõi ở đây là những cái số tiền mà doanh nghiệp đang hiện có ở trong cái bảng cân đối kế toán đấy. Và mình lấy ở đây là chính là khi mà tính ra thì doanh thu của doanh nghiệp ví dụ là vào 600 ví dụ 600.000 đi. 600.000 USD chẳng hạn, ví dụ như vậy, hoặc là VND đi cho nó phổ thông đúng không ạ? Mình lấy một con số nhỏ nhỏ để các bạn có thể dễ hình dung là như vậy. Vậy thì cái cách tính lợi nhuận cổ vào đây là gì? Thì cái lợi nhuận cổ vào đây sẽ bằng tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán. Vậy thì ở đây chúng ta có đúng không ạ? 600.000 và trừ đi 400.000, ở đây chúng ta sẽ có lợi nhuận cổ là 200.000. Đó. Tiếp theo đó chính là đến với lợi nhuận thuần. Thì cái lợi nhuận thuần ở đây sẽ bằng tổng doanh thu trừ đi giá vốn, trừ đi chi phí quản lý, trừ đi chi phí bán hàng và trừ đi chi phí tài chính. Vậy thì khi mà đã trừ đi giá vốn ở trên này rồi thì trừ đi hai cái khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý, đáng nhẽ nó có thêm một cái khoản chi phí nữa, đó chính là chi phí tài chính, nhưng ở cái công ty này lại không có. Thì ở đây chúng ta sẽ trừ đi hai cái khoản này, vậy chúng ta sẽ được lợi nhuận thuần là 105.000 ở đây. Tiếp theo là lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế ở đây sẽ bằng tổng doanh thu trừ đi giá vốn, trừ đi chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, trừ đi chi phí tài chính và trừ đi chi phí khác. Vậy thì ở đây cái doanh nghiệp này thì không có cái chi phí khác, chính vì thế mà chúng ta thấy được cái sự giống nhau giữa lợi nhuận trước thuế thì nó sẽ bằng bằng với cái khoản gọi là lợi nhuận thuần đó, thì không có chi phí khác. Mà tiếp theo đó chính là lợi nhuận sau thuế. Thì cái lợi nhuận sau thuế ở đây sẽ bằng tất cả các bên, tức là bằng bằng tổng doanh thu trừ giá vốn hàng bán, trừ đi chi phí bán hàng, trừ đi chi phí quản lý của doanh nghiệp, trừ đi chi phí tài chính, trừ đi chi phí khác và trừ thêm một cái khoản chi phí nữa, đó là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ở đây đó chính là 20%. Vậy thì khi mà chúng ta nhân với cái khoản 20% này thì ra được bao nhiêu, thì chúng ta sẽ lấy cái số tiền lợi nhuận thuế này trừ đi cái khoản mà vừa nhân với 20% đấy, thì chúng ta sẽ ra lợi nhuận sau thuế là 84.000. Và tiếp theo đó là lợi nhuận giữ lại, hay còn gọi cách khác đó chính là lợi nhuận ròng. Thì lợi nhuận ròng ở đây là tất cả những cái ví dụ tổng doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác, hay là chi phí thuế phải chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, và trừ thêm một cái khoản đó là cổ tức. Ở đây thì cổ tức quyết định rằng là xem là năm nay bạn chưa cổ tức sẽ là bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Ví dụ như ở đây là đang chia là 30% chẳng hạn, đúng không ạ? Ở đây là đang chia 30%, thì ok, chúng ta cũng sẽ lấy 30%. Vậy thì khi mà lấy cái khoản này nhân với 30% thì chia cho các cổ đông, thì các bạn sẽ khi mà nhân với 30% để trừ cái khoản vừa nhân với 30% đấy đi, thì chúng ta sẽ chia cho mỗi cổ đông là 25.200, đúng không ạ? Và khi mà trừ mỗi cái này đi thì sẽ được cái lợi nhuận ròng còn lại, đó chính là 58.800. Vậy thì đấy là một cái ví dụ đơn giản và cụ thể mà mình vừa lấy cho các bạn, để các bạn có thể là hình dung rõ được là mỗi cái khoản lợi nhuận, tại sao chúng ta lại có những cái khoản lợi nhuận như thế, và những cái khoản lợi nhuận này tính ra làm sao. Và chính vì cái việc tính này mà chúng ta cũng hình dung rõ được cái sự khác nhau giữa các cái khoản lợi nhuận. Vậy thì thông qua cái video này, mình rất là mong muốn truyền tải đến cho các bạn một số những cái kiến thức mà mình đã tiếp thu được ở trong cái tiết học kế toán vừa rồi. Và rất là mong các bạn có thể có những cái đóng góp ở dưới phần comment để cho mình biết là cái video này của mình đã đầy đủ hay chưa, hay là còn cần phải bổ sung thêm gì. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và xin chào và hẹn gặp lại.